chuyến đi Nam Mỹ của Lương Cường có thành công hay không và tương lai của Tô Lâm sẽ ra sao. Chủ tịch nước Lương Cường vừa kết thúc chuyến công du tới Nam Mỹ bao gồm thăm chính thức các quốc gia như Chile, Peru và tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lương Cường với tư cách là chủ tịch nước. Theo giới quan sát, chuyến công du Nam Mỹ của chủ tịch Lương Cường khó có thể đánh giá thành công tốt đẹp nếu như không xảy ra sự cố. Trong chuyến đi của ông Lương Cường, một sĩ quan an ninh và là cận vệ trong đoàn đã bị cảnh sát Chile bắt giữ với cáo buộc lạm dụng tình dục với một phụ nữ công dân nước sở tại. Vụ việc này không được nhà nước Việt Nam đưa tin, thậm chí chính phủ Việt Nam đã yêu cầu mạng xã hội Facebook chặn hay xóa bỏ các tin tức có liên quan. Điều đó càng khiến cho mạng xã hội càng quan tâm hơn, đồng thời vẫn tiếp tục dấy lên những nghi vấn khác nhau, như liệu có phải nhân viên an ninh Lại Đắc Tuấn chỉ là lê lai cứu chúa để tránh liên quan đến những nhân vật cấp cao khác trong đoàn hay không. Cũng như một số thuyết âm mưu cho rằng sự cố nêu trên có bàn tay của Bộ Công an với sự chỉ đạo từ lãnh đạo cấp cao nhất trong đảng. Mục đích là gây thiệt hại và tai tiếng suốt đời khó có thể gột rửa được nhằm mục đích hạ uy tín Chủ tịch nước Lương Cường. Sự cố trong chuyến đi của ông Lương Cường được đánh giá là vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể diện quốc gia, nhưng cho đến nay, truyền thông Việt Nam vẫn chưa hề đăng tin và cũng không có câu trả lời cho đề nghị bình luận của các hãng tin quốc tế gửi câu hỏi. Theo giới quan sát, chuyến thăm Nam Mỹ của ông Lương Cường đã được truyền thông nhà nước, kể cả các trang mạng xã hội của lực lượng dư luận viên 47 tung hô đã thành công rực rỡ. Đáng chú ý, sự kiện Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Biden tại hội nghị thượng đỉnh APEC được đánh giá cao. Trong phần ý kiến, có nhiều tài khoản xưng danh là cựu chiến binh hay các bộ lão thành cách mạng đưa ra các nhận xét Chủ tịch nước Lương Cường xứng đáng là lãnh đạo vì nước, vì dân. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều ý kiến chỉ trích Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc phát biểu để chỉ đạo phải gắn với thực tiễn, nói đi đời với làm thì dân mới tin, mới ủng hộ và làm theo. Trong khi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 29 tháng 10, ông Tô Lâm đã khẳng định rằng kẻ thù của tuyên giáo là giáo điều, nói không đi đôi với làm. Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây cũng hô hào chống lãng phí, trong khi ông Tô Lâm trước đây đã có hành vi xa hoa lãng phí. Những bê bối trước đây cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói không đi đôi với làm. Điều đó sẽ không thu phục được nhân tâm của người dân, nhất là lực lượng hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi số đông lãnh đạo cấp cao trong đảng đã và đang bày tỏ sự ủng hộ, kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vốn đã lỗi thời. Phản ứng của lực lượng dư luận viên 47 như vừa kể trên có liên quan gì với các đánh giá của giới phân tích quốc tế mới đây khi cho rằng không thể xem nhẹ khả năng Chủ tịch nước Lương Cường sẽ vươn lên vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Cũng xin nhắc lại, cách đây ít ngày, sau chuyến đi đầy tất khuất của Chủ tịch nước Lương Cường sang Trung Quốc vào trung tuần tháng 10 năm 2024, chưa đầy một tháng sau, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản do ông Phan Đình Trạc dẫn đầu cũng lại lũ lượt kéo sang Bắc Kinh, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Những sự kiện này cho thấy, việc Tổng Bí thư Tô Lâm có thể trụ lại với đại hội đảng lần thứ 14 hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin chuyến đi Nam Mỹ của Lương Cường có thành công hay không và tương lai của Tô Lâm sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tổng Bí thư Tô Lâm lại tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có dấu hiệu lại trở lên thời kỳ chia rẽ sâu sắc như trước đây. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm bất ngờ đến thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng được công luận đánh giá là thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi đó, sau ông Lương Cường mới đây, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bất ngờ lại đi gặp ông Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh.
Ông Phan Đình Trạc là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và hiện là người cầm đầu phe Nghệ An, được cho là rất thân thiện với Trung Quốc. Đồng thời, ông Trạc vốn là một đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai hoạt động trái chiều của ông Tô Lâm và ông Phan Đình Trạc kể trên trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thấy sự bất đồng về chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa được hóa giải. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều theo đuổi con đường chủ nghĩa xã hội, đồng thời có nhiều điểm tương đồng trong chính sách đối ngoại, nhưng rõ ràng những bất đồng đáng kể liên quan đến vấn đề Biển Đông giữa hai đảng là điều không thể chấm dứt nếu Bắc Kinh vẫn giữ thái độ lấn lướt với Hà Nội như hiện nay. Đảo Bạch Long Vĩ là một trong những đảo tiền tiêu của Việt Nam. Chuyến thăm của ông Tô Lâm đến đây được coi là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đặt chân đến hòn đảo này. Đến tháng 1 năm 1957, đảo Bạch Long Vĩ được Trung Quốc bàn giao lại cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sự kiện đáng chú ý. Đảo Bạch Long Vĩ nằm ở một vị trí đặc biệt trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách thành phố Hải Phòng của Việt Nam 110 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 120 km. Trong Hiệp định Phân định trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ được ký kết vào năm 2000, đảo Bạch Long Vĩ được thừa nhận là của Việt Nam. Mới đây nhất, vào ngày 1 tháng 3, phía Trung Quốc lại bất ngờ đưa ra yêu cầu phân chia lại đường ranh giới chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời, Trung Quốc đã xác định 7 điểm tạo thành đường cơ sở mới nhằm tuyên bố thêm lãnh hải của Trung Quốc trong khu vực này. Động thái này đã gây quan ngại cho Việt Nam. Ngay lập tức, phản ứng trước tuyên bố của Trung Quốc ngày 14 tháng 3, bà Phạm Thị Thu Hằng, đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối, nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải tôn trọng và tuân thủ Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ vào năm 2000 giữa hai nước và Luật Biển Quốc tế vào năm 1982. Việc Trung Quốc đơn phương công bố đường cơ sở mới trong Vịnh Bắc Bộ, theo giới quan sát sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tình hình an ninh trên Biển Đông. Theo giới phân tích, Trung Quốc không thể tranh chấp chủ quyền với Việt Nam về quần đảo Bạch Long Vĩ, đồng thời chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Tổng Bí thư Tô Lâm nói riêng luôn xác định việc bảo vệ chủ quyền trên biển đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Trước khi trở thành chủ tịch nước, ông Lương Cường đã sang thăm Bắc Kinh theo lời mời của ông Tập Cận Bình trong một chuyến đi đầy tất khuất. Trước đó vào trung tuần tháng 9 năm 2024, phe thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh quân đội thuộc khối Tuyên Huấn đã tạo ra các áp lực rất lớn. Đồng thời, ban lãnh đạo Bắc Kinh đã thể hiện rõ thái độ không hài lòng với ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải hết sức cẩn trọng trong khi ông Phan Đình Trạc trở về từ Bắc Kinh. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tổng Bí thư Tô Lâm lại tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.